Trên màn nhỏ chúng ta đang theo dõi đây chính là đường 25C hay còn gọi là đường Nguyễn Ái Quốc ở tại trung tâm hành chính của Nhân Trạch. Với đường 25C, đường Nguyễn Ái Quốc này có chiều dài là 14,5 km, bắt nguồn từ đường Vành Đai 3 đến đường quốc lộ 51. Và chúng ta sẽ cắt ngang qua những tuyến đường huyết mạch, ví dụ là đường Nguyễn Hữu Cảnh mà chúng ta đang quan sát. Đây chính là đường Nguyễn Hữu Cảnh, thưa các anh chị. Và đường Nguyễn Hữu Cảnh chúng ta bắt nguồn từ đường Lý Thái Tổ, đường 769 đến với lại cao tốc Bến Lức Long Thành, và cắt ngang qua đường Nguyễn Ái Quốc, đường Tôn Đức Thắng và những tuyến đường quan trọng khác ở tại Nhân Trạch. Và đường Nguyễn Ái Quốc cũng như là đường Nguyễn Hữu Cảnh của chúng ta cũng đã hầu như là hoàn thành được 1/3 chặng đường. Ví dụ như đường Nguyễn Hữu Cảnh mà trên màn nhỏ chúng ta đang quan sát, tuyến đường vô cùng đẹp, mở rộng trung bình khoảng chừng 30m, rất là đẹp thưa các anh chị. Nếu các anh chị chúng ta đang quan sát theo dõi thì với trục đường Nguyễn Hữu Cảnh chúng ta sẽ kết nối trực tiếp với lại cao tốc Bến Lức Long Thành, sẽ đi qua các khu công nghiệp cũng như là những cũng như là một cái tuyến đường vô cùng quan trọng để kết nối thông thương giữa các khu kinh tế lại với nhau ở tại Nhân Trạch cũng như ở các vùng lân cận. Thưa các anh chị, và đường Nguyễn Ái Quốc của chúng ta đã hoàn thành được 1/3 chặng đường rồi. Thì với đường Nguyễn Ái Quốc này thì sẽ là trục đường kết nối trực tiếp với lại sân bay quốc tế Long Thành. Như trên màn ảnh nhỏ chúng ta đang theo dõi, đây chính là đường hướng về sân bay quốc tế Long Thành. Và hiện nay với chiều dài hơn 8 km đã hoàn thành từ đường Nguyễn Hữu Cảnh đến với lại đường Hùng Vương, có chiều dài 8 km đã hoàn thành rồi. Thì với chiều dài đoạn đường 8 km đã hoàn thành cũng như là đi vào hoạt động này rồi á, thì sẽ kết nối với lại, sẽ là mặt tiền của rất là nhiều dự án ở khu vực này, ví dụ như là Long Tân City hay là dự án của Kim Oanh và rất là nhiều dự án khác. Cho nên có thể thấy trong tương lai vì cái giá trị tăng giá cũng như là về bất động sản khu vực này sẽ là một bước tiến mới cho cái khu vực thị trường bất động sản tại khu vực này. Và ngoài ra hơn 3 km từ tuyến đường nối với lại đường Hùng Vương và đến đường quốc lộ 51 thì dự kiến là sẽ tiến hành khởi công xây dựng vào năm 2022. Ngoài ra đoạn từ Nguyễn Hữu Cảnh, nút giao mà vừa rồi Tấn có chia sẻ đến cho tất cả các anh chị, đến với lại đường Vành Đai 3 có chiều dài gần 2 km. Linh.
trưởng phòng giao thông, ban quản lý dự án đầu tư xây dựng. Cho đến 10 năm trở lại. Và Flycam của chúng ta đang hướng đến về lại khu thành phố Hồ Chí Minh. Theo cái trục đường vành đai 3, chúng ta sẽ hướng đến theo cái trục đường này thưa các anh chị.